du lịch Mộc Châu không chỉ nổi tiếng với những cánh đồng hoa đẹp hay là mùa mận chín mê người, mà còn với những món ăn ngon rất là xuất sắc. Vậy vậy, nếu bạn chưa biết có đặc sản Mộc Châu nào ngon hay là nhà hàng Mộc Châu nào nổi tiếng, thì hãy cùng khám phá ẩm thực Mộc Châu cùng Blog Travel Việt bạn nhé! Trong video này thì hãy cùng Blog Travel Việt giới thiệu cho bạn top 5 món đặc sản Mộc Châu không thể bỏ qua và top 10 nhà hàng Mộc Châu nổi tiếng là ngon vô rẻ bạn nhé! Giờ thì mình cùng lên đường thôi nào! Đặc sản Mộc Châu ngon. 1. Bê trao. Nhiều bạn khi nghe tên món đặc sản Mộc Châu này chắc nghĩ nó là thịt bê ăn với trao, nhưng không phải đâu nhá. Trao ở đây là cách nấu như kiểu sao và phải đảo liên tục. Nói đến món đặc sản bê trao Mộc Châu thì ngon nhất là thịt bê khoảng 1 tuần tuổi. Khi đó thì con bê chưa biết ăn cỏ mà chỉ uống sữa mẹ mới thơm. Đĩa bê trao Mộc Châu nóng hổi vừa bưng ra thì mùi thơm của thịt bê hòa với mùi mè rang và lá chanh cắt sợi. Rồi bạn gấp miếng bê chấm với chén nước tương được pha chế theo công thức gia truyền. Thịt bê tan chảy trong miệng, rồi thì nhấp một ly rượu táo mèo giữa cái không khí se se lạnh của Mộc Châu. Đảm bảo ai mà ăn món đặc sản Mộc Châu này một lần rồi sẽ tương tư mãi cho mà xem. Địa chỉ ăn bê trao ngon nhất ở Mộc Châu: nhà hàng Đông Hải Mộc Châu, tiểu khu 9, thị trấn Mộc Châu. Nhà hàng Giang Nguyễn, địa chỉ ngã tư 70, tiểu khu 70, thị trấn Nông Trường Mộc Châu. Quán 64 Lan Hồng Quán, địa chỉ tiểu khu Trường Đi, thị trấn Nông Trường Mộc Châu. 2. Thịt trâu gác bếp. Thịt trâu gác bếp Mộc Châu là món ăn truyền thống vào các dịp lễ Tết, cưới hỏi của người Thái đen. Món đặc sản Mộc Châu này thoạt nhìn thì không bắt mắt cho lắm, với nhiều người biết đó là thịt trâu sống được tẩm ướp rồi gác lên bếp lâu ngày cho khô thì hơi sợ. Tuy nhiên ăn rồi mới thấy nó ngon tuyệt của mèo luôn nha. Thường thì thịt trâu gác bếp Mộc Châu cắt thành từng mảng, khi ăn phải xé nhỏ rồi chấm với chẩm chéo. Cảm nhận đầu tiên của một đặc sản Mộc Châu này là mùi khói, nhưng sau đó sẽ là vị ngọt của thịt, chút mặn của muối, cay của ớt và đặc biệt là mùi thơm của hạt mắc khén với hạt dồi rừng. Chúng hòa quyện lại với nhau ở đầu lưỡi, rồi thêm vị cay nồng của rượu ngô là thành một cặp đôi hoàn hảo luôn nha. Địa chỉ mua thịt trâu gác bếp ngon ở Mộc Châu: cửa hàng Mộc Châu Food, địa chỉ số 27 Hoàng Quốc Việt, thị trấn Nông Trường Mộc Châu. Cửa hàng thịt trâu gác bếp Hoa Xuân, địa chỉ số 479 đường Chu Văn Thịnh, thành phố Sơn La. Thảo Nguyên Homestay, địa chỉ số 2 rừng thông Bản Áng, Đông Sang, Mộc Châu. Nậm pịa. Nậm pịa là món ăn quen thuộc của người Thái và được xem là món đặc sản Mộc Châu ghê rợn nhất với du khách miền xuôi. Tuy nhiên ai mà ăn nậm pịa Mộc Châu rồi sẽ bị ghiền luôn nha. Món đặc sản Mộc Châu này hiểu như một loại tiết canh bò, có thêm cuống tim, dạ dày, đuôi bò và một nguyên liệu không thể thiếu là phần dịch pịa trong ruột non của bò, hiểu nôm na là phân non nha. Mà phải nói trừ món đặc sản Mộc Châu này nấu lên thì hơi sền sệt, có màu nâu, mùi thì khó ngửi, mà ăn vào thì có vị đắng nữa, nhưng lại có hậu vị ngọt ở cuống họng và thỉnh thoảng cảm nhận được mùi thơm của hạt mắc khén rừng Tây Bắc. Bởi vậy món nậm pịa Mộc Châu chỉ dành cho người sành ăn hoặc những ai tò mò muốn thử cho biết thôi nha. Địa chỉ ăn nậm pịa ngon ở Mộc Châu: quán Tuân Gù, địa chỉ số 244 Nguyễn Lương Bằng, thị trấn Mộc Châu, Mộc Châu. Nhà hàng Hương Núi, địa chỉ dốc 75, tiểu khu 3, thị trấn Mộc Châu. Quán 70 Nam Hưng, địa chỉ tiểu khu Trường Đi, thị trấn Nông Trường, Mộc Châu. Cá hồi. Cũng giống như Sapa, cá hồi Mộc Châu được nuôi rất nhiều và thịt cá thì tươi ngon, lại không tanh. Bởi vậy nhiều du khách du lịch Mộc Châu đến dùng thử cá hồi. Rồi từ đó thì truyền tai nhau trở thành món đặc sản Mộc Châu không thể bỏ qua. Cá hồi Mộc Châu được chế biến theo rất nhiều kiểu khác nhau như là ăn sống, trộn gỏi, nấu lẩu, làm nướng đều rất là ngon. Thường thì một con cá hồi Mộc Châu tầm 2 kg và có thể chế biến thành 8 món khác nhau dành cho 5-6 người ăn. Bởi thế mới nói, cá hồi Mộc Châu phải đi theo hội nhóm thì mới ngon bạn nha. Địa chỉ ăn cá hồi ngon nhất ở Mộc Châu: nhà hàng cá hồi Xuân Bắc, địa chỉ tiểu khu Trường Đi, thị trấn Nông Trường Mộc Châu. Nhà hàng cá hồi Mộc Châu, tiểu khu Trường Đi, thị trấn Nông Trường Mộc Châu. Nhà hàng cá hồi Hang Rơi, địa chỉ số 198, tiểu khu 8, Trần Huy Liệu, thị trấn Mộc Châu. 5. Ốc suối Ban. Món ăn đặc sản Mộc Châu này thì bạn phải canh thời gian đi du lịch Mộc Châu là khoảng mùa mưa, tức tầm từ tháng 4 đến tháng 8 bạn nha. Ốc suối Ban Mộc Châu hơi tròn, chỉ nhỏ bằng 2 ngón tay thôi, nhưng mà ăn là ngon tuyệt của mèo luôn nha. Món đặc sản Mộc Châu này thường được đem nấu canh hoặc là luộc xả rồi chấm với nước mắm ớt thôi, vì nếu xào sẽ càng nhớt, không ngon.
Và điều đặc biệt của ốc suối vàng Mộc Châu là thịt giòn, dai, lại có vị ngọt thanh mát, không tanh, mà thỉnh thoảng vẫn sẽ cảm nhận được vị hăng thơm của lá rừng bạn nhé. Top 10 nhà hàng nổi tiếng Mộc Châu. 1. Nhà hàng Hoa Mộc Châu, địa chỉ Phiêng Luông, Mộc Châu, Sơn La. Nhà hàng Hoa Mộc Châu là một trong những nhà hàng lớn và sang trọng nhất ở Mộc Châu nhà bạn. Không gian nhà hàng rộng rãi, có cả sảnh chung, phòng riêng và cả khu tiệc BBQ ngoài trời nữa nha. Nhà hàng Mộc Châu này có thiết kế hiện đại, tinh tế, xen lẫn một chút văn hóa Tây Bắc. Với sức chứa là 300 khách thì ngoài phục vụ ăn uống cho các đoàn khách du lịch Mộc Châu, thì nhà hàng Mộc Châu nổi tiếng này còn tổ chức các buổi liên hoan, gala dinner, sinh hoạt, cưới hỏi nữa nha. Nhà hàng Hoa Mộc Châu chuyên phục vụ món ăn đặc sản của núi rừng Tây Bắc với menu phong phú đa dạng. Giá ăn uống tại nhà hàng Mộc Châu này thì dao động từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng. 2. Nhà hàng Cá Hồi Vườn Đào, địa chỉ tiểu khu Vườn Đào, Mộc Châu, Sơn La. Đây là một trong những nhà hàng chuyên phục vụ các món ăn từ cá hồi ngon nhất tại Mộc Châu. Nhà hàng Cá Hồi Vườn Đào Mộc Châu thì có thiết kế đơn giản, hiện đại mà lịch sự. Không gian 2 tầng, sạch sẽ, thoáng mát với sức chứa khoảng 200 khách. Vì vậy, nhà hàng Mộc Châu nổi tiếng này chính là điểm dừng chân quen thuộc của nhiều nhóm khách đoàn du lịch Mộc Châu. Nguyên liệu chính của nhà hàng Cá Hồi Vườn Đào tất nhiên là cá hồi rồi. Món ăn tại nhà hàng Mộc Châu này được đánh giá là ngon miệng, trình bày đẹp mắt và giá cả hợp lý. 3. Nhà hàng Hụi Quán, địa chỉ Lê Thành Nghị, Phiêng Luông, Mộc Châu, Sơn La. Thiết kế đơn giản, mộc mạc và lịch sự, nhà hàng Hụi Quán thu hút du khách du lịch Mộc Châu bởi không gian ấm cúng đặc trưng của vùng Tây Bắc. Đến với nhà hàng Mộc Châu nổi tiếng này, bạn có thể chọn ngồi bệt trên sàn gỗ hay là ngồi trên ghế cao đều được. Và tất nhiên món ăn tại Hụi Quán Mộc Châu chuyên về đặc sản núi rừng Tây Bắc. Món ăn ngon, phong phú và thái độ phục vụ nhiệt tình, chu đáo. Chính vì vậy mà nhà hàng Mộc Châu này được nhiều bạn đánh giá là một trong những nhà hàng ngon bổ rẻ nhất vùng luôn nha. 4. Nhà hàng Đông Hải, địa chỉ số 210 đường Trần Huy Liệu, Mộc Châu. Lại thêm một nhà hàng Mộc Châu nổi tiếng ngon bổ rẻ cho bạn lựa chọn nữa nha. Nhà hàng Đông Hải Mộc Châu có 2 tầng, thiết kế hiện đại, đơn giản mà tinh tế. Không gian nhà hàng Mộc Châu này khá là thoáng mát, sạch sẽ và lịch sự. Các món ăn tại nhà hàng Đông Hải Mộc Châu khá là đa dạng, từ cơm phần 50.000 đồng trên một khách đến cơm gia đình với các món đặc sản của dân tộc Thái Tây Bắc đều có đủ. Thái độ phục vụ của nhân viên nhà hàng thì khá nhiệt tình và chu đáo. Đây cũng là một trong những địa chỉ ăn uống quen thuộc của các đoàn khách du lịch Mộc Châu bạn nhé. 5. Nhà hàng 75 Châu Tây Bắc, địa chỉ km 73 đường Lê Thành Nghị, tiểu khu 3 Mộc Châu. Món ngon nổi tiếng ở Mộc Châu thì không chỉ có cá hồi mà còn thịt trâu nữa bạn nhé. Và nếu đi du lịch Mộc Châu mà muốn thưởng thức thịt trâu ngon thì mời bạn đến nhà hàng 75 Châu Tây Bắc bạn nhé. Nhà hàng Mộc Châu nổi tiếng này có không gian rộng rãi, gồm có 2 tầng, tầng dưới thì có bàn ghế, tầng trên thì ngồi bệt ở dưới sàn, tùy bạn chọn. Món ăn nổi tiếng của nhà hàng 75 Châu Tây Bắc là được chế biến từ trâu như là nậm pịa, xách trâu xào, trâu nướng, vân vân. Ngoài ra nhà hàng Mộc Châu này còn phục vụ những món ăn đặc sản Tây Bắc như là gà đồi, lợn rừng, cá suối, vân vân. 6. Nhà hàng Cá Hồi 64, địa chỉ km 179, quốc lộ 6, cổng chào Mộc Châu. Đây là một trong những nhà hàng Mộc Châu lâu đời với 50 năm kinh nghiệm. Bởi vậy, nhà hàng Cá Hồi 64 là điểm ăn uống quen thuộc không chỉ của khách địa phương mà còn nhiều đoàn du khách Mộc Châu nữa nha. Không gian nhà hàng rộng rãi, thoáng mát và điểm nhấn là chiếc cối xay gió và vườn hoa bên ngoài. Nên đến với nhà hàng Mộc Châu nổi tiếng này, thực khách vừa được thưởng thức món ăn ngon, lại vừa được hòa mình vào thiên nhiên trong lành của vùng Tây Bắc nữa nha. Ban đầu, nhà hàng Cá Hồi 64 chuyên về các món đặc sản Mộc Châu, trong đó nổi tiếng là món bê trao, lợn rừng và trâu sao. Sau này còn có thêm món cá hồi chứa danh, với giá tầm 200.000 đồng trên một khách, ta có thể thưởng thức cá hồi 6 món bao no luôn nha. 7. Nhà hàng Gia Nguyễn, địa chỉ đường Hoàng Quốc Việt, Phiêng Luông, Mộc Châu. Có thể xem đây là một nhà hàng bình dân nổi tiếng tại Mộc Châu. Nhà hàng Gia Nguyễn Mộc Châu có thiết kế đơn giản theo hướng tận dụng không gian tối đa. Không gian gồm tầng, tầng dưới là sảnh chung, còn tầng trên là các phòng riêng. Các món ăn tại nhà hàng Mộc Châu nổi tiếng này cũng chuyên về ẩm thực Tây Bắc, trong đó nổi tiếng có món bê trao, rau rừng, cá suối, vân vân. Ngoài ra tại nhà hàng Gia Nguyễn không phục vụ cơm ba miền, nhưng cũng là điểm đến ăn uống quen thuộc của rất nhiều đoàn khách du lịch Mộc Châu bạn nhé. 8. Nhà hàng Mộc Việt, địa chỉ cổng chính khách sạn Mường Thanh, Phiêng Luông, Mộc Châu, Sơn La. Nhà hàng Mộc Việt gây ấn tượng cho du khách du lịch Mộc Châu bởi không gian rộng rãi, thiết kế sang trọng, tinh tế và rất đậm chất Tây Bắc. Nhà hàng Mộc Châu nổi tiếng này tuy chỉ có 1 tầng nhưng mà sức chứa đến 300 khách, nên ngoài phục vụ ăn uống,
thì đây còn là điểm tổ chức gala, liên hoan của những đoàn khách đông. Menu tại nhà hàng Mộc Châu Mộc Việt thì cũng khá là phong phú với các món ăn đặc sản Tây Bắc, trong đó nổi tiếng là lợn mẹt, cá tầm, cá suối, vân vân. 9. Nhà hàng Đinh Hồng, địa chỉ tiểu khu Trường Đi, thị trấn Nông Trường Mộc Châu, Mộc Châu. Cũng là một nhà hàng Mộc Châu nổi tiếng với món cá hồi Tây Bắc. Nhà hàng Đinh Hồng có thiết kế nhà sàn 2 tầng, không gian rộng rãi, sang trọng và sạch sẽ. Điều nổi bật của nhà hàng Mộc Châu nổi tiếng này là nguồn nguyên liệu tươi sống chỉ dùng trong ngày. Món ăn được chế biến ngon miệng, đậm vị. Menu tại nhà hàng Đinh Hồng cũng khá là đa dạng và phân ra thành suất theo từng nhóm khách, dao động từ 200.000 đồng đến 250.000 đồng nên khách không sợ chặt chém đâu nhé. 10. Nhà hàng Cá hồi Xuân Bắc, địa chỉ tiểu khu Trường Đi, Mộc Châu, Sơn La. Đây là một trong những nhà hàng cá hồi đầu tiên tại Mộc Châu. Nhà hàng Cá hồi Xuân Bắc có thiết kế đơn giản theo kiểu nhà sàn, nằm giữa thung lũng Trường Đi thơ mộng. Và cũng giống các nhà hàng Mộc Châu khác, tầng dưới của nhà hàng thì có bàn ghế, còn tầng trên thì ngồi bệt ở dưới sàn. Điều đặc biệt, toàn bộ nhân viên tại nhà hàng Cá hồi Xuân Bắc đều là dân tộc Thái nên thái độ phục vụ rất là nhiệt tình và chu đáo. Còn về món ăn thì như blog Travel Việt đã nói ở trên, nhà Mộc Châu này chuyên về cá hồi bạn nha. Hàng bao tươi bao ngon luôn. Vậy là blog Travel Việt đã cùng các bạn khai phá ẩm thực Mộc Châu với top 5 món đặc sản nhất định phải thử và top 5 nhà Mộc Châu nổi tiếng ngon bổ rẻ nữa nè. Vậy là bạn đã có thể yên tâm cùng với gia đình của mình trải nghiệm một chuyến đi du lịch Mộc Châu thật là vui vẻ và trọn vẹn rồi nha. Và nhớ chia sẻ với blog Travel Việt về những kỷ niệm vui cũng như những kinh nghiệm mới trong chuyến du lịch Mộc Châu của bạn cho mọi người cùng cập nhật với nhau.